Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã tới thăm, động viên và kiểm tra một số đơn vị tham gia phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng đi còn có đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tới thăm động viên các cán bộ, bác sĩ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã biểu dương và ghi nhận đánh giá cao những nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên trung tâm trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cần tập trung cao độ làm tốt công tác phòng chống dịch, trong đó cần thiết lập các đội phản ứng nhanh, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu, phân công cán bộ trực 24/24 giờ. Cùng với đó, kích hoạt đội truy vết, chỉ đạo các đơn vị tuyến huyện rà soát truy vết các trường hợp đi từ nơi có dịch về Yên Bái, đồng thời rà soát vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch, cấp bổ sung hóa chất, trang thiết bị cho các đơn vị để đảm bảo phòng chống dịch, cập nhật tình hình dịch hàng giờ, hàng ngày, thực hiện báo cáo định kỳ theo đúng quy định, chẩn đoán nhanh chính xác các mẫu bệnh phẩm từ các đơn vị gửi về. Tới thăm động viên các y bác sĩ và kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh tại trung tâm y tế huyện, khu vực cách ly và kiểm tra khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến của huyện Trấn Yên. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương và ghi nhận những nỗ lực của các đơn vị trong công tác phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo tốt các yêu cầu theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo Trung ương và của tỉnh. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch, nhất là các đơn vị y tế phải thực hiện nghiêm công tác trực 24/24 giờ, hướng dẫn người thực hiện cách ly, các biện pháp phòng bệnh, hướng dẫn thu gom rác thải theo quy định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. Cần tăng cường tuyên truyền để ổn định tinh thần cho nhân dân, nâng cao nhận thức người dân cùng các cấp chính quyền chung tay phòng chống dịch. Riêng khu vực dự kiến xây dựng bệnh viện dã chiến, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 huyện Trấn Yên cần chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất, lên các phương án bố trí nhân lực, chuẩn bị sẵn sàng các giường bệnh, các nhu yếu phẩm cần thiết để sẵn sàng kích hoạt khi cần thiết. Hôm qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghĩa Lộ đã đến thăm hỏi động viên các lực lượng làm nhiệm vụ ở khu cách ly tập trung trên địa bàn. Đến tặng quà động viên các lực lượng làm việc tại các khu cách ly, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghĩa Lộ đã ghi nhận sự cố gắng khắc phục khó khăn ngày đêm trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ tại khu vực cách ly tập trung của các lực lượng góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn thị xã. Đồng thời đề nghị các cán bộ chiến sĩ tiếp tục tăng cường tuyên truyền vận động những người đang thực hiện cách ly, thực hiện tốt các quy định, phân công lực lượng trực theo dõi sức khỏe người cách ly 24/24 giờ theo quy định. Tại cơ sở cách ly số 2, xã Nghĩa Lộ có 26 người đang thực hiện cách ly và tại khu vực cách ly tập trung số 4, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ có 32 người được cách ly phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị và các bạn, với phương châm thần tốc, đồng bộ, toàn dân, toàn diện, hiệu quả, trong những ngày qua, cả hệ thống chính trị của Trấn Yên từ huyện đến cơ sở đều xác định phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhanh chóng chuyển trạng thái mới theo yêu cầu cao trong công tác phòng chống dịch. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 của huyện Trấn Yên đã chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ, khởi động lại các tổ công tác tự quản tại các thôn xóm tổ dân phố. Đến nay, hàng trăm bác sĩ, cán bộ, nhân viên y tế đã được huy động phối hợp với các ban ngành địa phương tiến hành rà soát, kiểm tra y tế tại các cửa ngõ, giám sát chặt chẽ người từ các địa phương có dịch vào địa bàn, nắm chắc di biến động nhân khẩu, hộ khẩu ngay tại các thôn tổ dân phố, phát hiện nhanh những người có nguy cơ nhiễm COVID-19 để có biện pháp xử lý kịp thời. Với quyết tâm không ai đứng ngoài cuộc, không ai bị bỏ lại phía sau, công tác phòng chống dịch đã có sự hưởng ứng tích cực từ các cấp chính quyền đến tất cả người dân trong huyện. Đặc biệt, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể các địa phương trong huyện đã tiếp nhận trên 65 triệu đồng tiền mặt. Người dân ủng hộ quyên góp lương thực thực phẩm và các vật dụng thiết yếu. Trên mọi chiến tuyến từ khu cách ly, chốt kiểm soát dịch, cán bộ y tế, lực lượng vũ trang đều nhận được sự quan tâm động viên ủng hộ của người dân từ lương thực thực phẩm, nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết đến những trang thiết bị bảo hộ phòng chống dịch. Trong thời gian vừa qua, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội của huyện Trấn Yên đã chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị, các địa phương để triển khai tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Có một điểm nhấn trong công tác phòng chống dịch bệnh của huyện Trấn Yên, đó là chúng tôi đã tuyên truyền, vận động, động viên các cái tổ tự quản chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình dân cư, giám sát chặt chẽ về y tế, và vận tuyên truyền, vận động
nhân dân tổ chức thực hiện việc khai báo y tế để triển khai tổ chức thực hiện công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn. Thực hiện lời kêu gọi của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, thì cán bộ đảng viên và nhân dân trong toàn huyện đã rất tích cực chia sẻ, động viên, ủng hộ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Để thực hiện tốt các mục tiêu, vừa tập trung phòng chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2021. Huyện Trấn Yên chỉ đạo các cơ quan đơn vị, xã, thị trấn tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch. Đến nay, tại trụ sở tất cả 21 xã, thị trấn và các nhà văn hóa và trên 90% các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, trường học đã thực hiện khai báo y tế và sử dụng mã QR code đạt hiệu quả. Đặc biệt, để chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện niêm yết mã QR code tới tất cả các điểm bỏ phiếu và hướng dẫn cử tri khai báo y tế trực tuyến để sử dụng mã QR code hiệu quả, đảm bảo an toàn cho cuộc bầu cử. Từng địa phương chủ động bám sát thực tế, áp dụng các biện pháp chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế, kiên quyết xử lý nghiêm đối với các tập thể, cá nhân lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng chống dịch. Trước cái diễn biến hết sức phức tạp về tình hình COVID trên địa bàn, thì huyện Trấn Yên đã tập trung chỉ đạo một số những cái giải pháp như sau. Thứ nhất là tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh, truyền hình của huyện, đặc biệt là hệ thống truyền thanh đến các thôn bản để hướng dẫn nhân dân biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID. Thứ hai là chỉ đạo các cơ quan, các đơn vị, các doanh nghiệp và các xã, thị trấn hướng dẫn để khai báo y tế trên hệ thống, cài đặt cái hệ thống QR code để làm sao nhân dân coi như là khai báo y tế trực tuyến, đảm bảo đúng theo quy định. Cái thứ ba là tăng cường cái biện pháp kiểm soát, kiểm tra, giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đối với các trường hợp cách ly tại nhà, để các đối tượng coi như là cách ly đúng quy định. Phát hiện những cái trường hợp mà vi phạm cái quy định cách ly tại nhà thì xử lý nghiêm minh theo đúng quy định. Thứ tư là để chuẩn bị cho cái cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng nhân dân các cấp, thì chúng tôi cũng đã triển khai tất cả các xã ở các điểm bỏ phiếu, ở các tổ bầu cử thì dán mã QR code để làm sao nhân dân khai báo y tế thuận lợi cho cái cuộc bầu cử thành công tốt đẹp. Huyện Trấn Yên xác định mỗi xã, thị trấn, thôn bản, tổ dân phố là một pháo đài, mỗi người dân là một chiến sĩ, là một thành viên của pháo đài để thực hiện phòng chống dịch. Tất cả hướng tới mục tiêu cao nhất vì sự an toàn, sức khỏe, tính mạng và bình yên của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, nhằm góp phần giảm bớt khó khăn cũng như làm phong phú hơn bữa ăn cho những người đang thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại huyện và lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch tại khu cách ly, chốt kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên và các đoàn thể đã phát động các hội viên và nhân dân trên địa bàn đóng góp các nhu yếu phẩm giúp lực lượng tuyến đầu thực hiện tốt nhiệm vụ và người cách ly yên tâm thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Ngay từ sáng sớm, những túi đồ lớn, nhỏ gồm gạo, trứng, rau, củ quả được đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã lân cận chở đến khu tiếp nhận của khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện Lục Yên để trao cho lực lượng tham gia chốt kiểm soát dịch bệnh tại xã An Lạc và Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đang thực hiện nhiệm vụ nấu ăn, phục vụ những người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện. Khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện cũng phân công người cùng tham gia giúp đỡ nấu ăn, chia các suất cơm cho người cách ly. Hội Phụ nữ xã Mường Lai là chúng tôi triển khai là được hội viên trong xã rất là đồng tình ủng hộ. Chị em tích cực là các chi hội, 12 chi hội đều chung tay rồi là tích cực đóng góp. Các ngành đoàn thể Mặt trận Tổ quốc của huyện cũng đã tích cực phối hợp cùng với ban chỉ huy huyện, đặc biệt là trong cái việc mà ủng hộ giúp đỡ về cơ sở vật chất cho ban chỉ huy huyện trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm trong việc ăn uống cho bà con nhân dân trong khu cách ly. Thì qua đó thì đã góp phần tích cực cải thiện thêm cái bữa ăn của bà con nhân dân mà trong thời gian mà tham gia cách ly tại trung tâm cách ly của huyện.
Chỉ trong ngày đầu tiên phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lục Yên và các đoàn thể huyện đã tiếp nhận được 70 kg gạo, 40 kg rau xanh, trên 13 kg lạc cùng các nhu yếu phẩm khác, 15 chai dung dịch rửa tay sát khuẩn và 1.500 chiếc khẩu trang. Ngoài ra, đoàn thể các xã, thị trấn cũng vận động, ủng hộ để hỗ trợ cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn đang thực hiện cách ly tại nhà. Thì em có một chút đóng góp cho chốt kiểm dịch đóng trên địa bàn xã, thì cũng có góp rau củ quả. Thì mình góp rau củ quả để có một chút gọi lấy tinh thần cho các anh phòng chống dịch. Ở ngay trong ngày đầu phát động thì Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cũng đã nhận được rất nhiều cái sự đóng góp của các hội viên phụ nữ, và trong cái thời gian tới thì tiếp tục cuộc vận động này thì các chị em hội viên phụ nữ cũng sẽ tiếp tục tham gia, và chúng tôi cũng có kế hoạch tiếp nhận và tiếp tục ủng hộ cho các cái lực lượng tham gia tuyến đầu phòng chống dịch. Những việc làm cụ thể, ý nghĩa, thiết thực đang được lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn huyện Lục Yên được người dân đồng lòng hưởng ứng, qua đó góp phần chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền và các ngành, đơn vị chức năng thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, để phòng chống dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, cùng với toàn tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã yêu cầu các trường học chuyển sang dạy học ôn tập online. Cùng với đó, tuyên truyền tới học sinh, phụ huynh về công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, cùng với việc khuyến khích các trường trên địa bàn chủ động sắp xếp lịch cho học sinh ôn luyện, kiểm tra cuối kỳ sớm hơn quy định, ngay sau khi có chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái, Phòng Giáo dục huyện Yên Bình đã chỉ đạo các trường tổ chức cho học sinh học trực tuyến để hoàn thành chương trình, đồng thời tập trung ôn luyện cho học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào lớp 10 trung học phổ thông theo đúng kế hoạch. Ngay sau khi có quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh được cho học sinh, sinh viên ở tất cả các huyện thị học sinh nghỉ học, thì Phòng Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị trường thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến. Thì hiện nay tất cả các đơn vị trường học ở trên địa bàn huyện mình, ở những nơi có điều kiện thì đã thực hiện cái công tác dạy trực tuyến để đảm bảo đủ cái lượng kiến thức cho các em học sinh hoàn thành kế hoạch năm học 2020-21. Đặc biệt là đối với các đơn vị trường trung học, trường phổ thông có lớp 9, thì chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhà trường là tập trung ôn trực tuyến cho các em học sinh dự thi vào lớp 10 năm học 2021-2022, đảm bảo là không có lý do là do dịch bệnh mà kết quả thi vào 10 lại đạt kết quả thấp. Trường Trung học cơ sở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình có 833 học sinh, trong đó có 188 học sinh khối lớp 9. Để việc dạy học và ôn luyện cho các em bằng hình thức trực tuyến đạt hiệu quả, nhà trường đã xây dựng kế hoạch dạy học của từng giáo viên trong giai đoạn tổ chức dạy học qua Internet theo quy định. Riêng đối với học sinh khối lớp 9, phân công giáo viên có kinh nghiệm và sử dụng thành thạo các thiết bị giảng dạy trực tuyến. Là một giáo viên dạy toán và đặc biệt là dạy ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông, thì để phục vụ cho một cái bài dạy online được tốt nhất, thì bản thân tôi là một giáo viên thì trước hết là tôi phải chuẩn bị, thứ nhất đó là cái trang thiết bị, ví dụ cụ thể như đây là máy tính là phải thật tốt, thứ hai là cái hệ thống mạng nó cũng phải đảm bảo để cho các em mà có cái tốc độ truyền nó nhanh nhất, và thứ ba là về cái phần bài giảng, đặc biệt cái phần bài giảng của bản thân tôi thì tôi phải chuẩn bị rất là chu đáo để cho các em có thể là nhìn trên màn hình mà các em có thể tiếp cận được và các em có thể tiếp thu được bài giảng một cách tốt nhất. Nhà trường cũng đã phân công giáo viên ở từng bộ môn theo dõi nội dung bài học và hướng dẫn học sinh thực hiện các buổi học online, đồng thời phối hợp với phụ huynh học sinh có biện pháp quản lý việc học của các em thông qua Internet. Cuối buổi học có nhận xét đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập đã giao đối với từng học sinh. Trong quá trình dịch bệnh COVID-19 thì cháu được nhà trường cho ở nhà để học online. Thì cháu thấy các thầy cô chuẩn bị bài rất chu đáo và giảng bài rất chi tiết. Do chủ động trong mọi tình huống của dịch COVID-19 nên hầu hết các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đã chuẩn bị sẵn sàng phương án dạy học khi học sinh không thể đến trường. Chính vì vậy, khi có chủ trương của ngành về việc tổ chức cho các em học sinh học online, thì tất cả các đơn vị trường đều nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hoạt động phòng chống dịch và chuyển trạng thái dạy và học sang hình thức trực tuyến một cách chủ động. Hiện nay, nhà trường đang cho chúng cháu ôn luyện trực tuyến ở trên Zoom. Chúng cháu được các thầy cô giáo dạy một cách tốt nhất và chúng cháu sẽ
cố gắng tiếp thu những kiến thức mà các thầy cô dạy ở trên các bài học trực tuyến này để thi vào 10. Năm học 2020-2021, huyện Yên Bình có 52 đơn vị trường, trong đó có 30 trường tiểu học và trung học cơ sở với trên 18.000 học sinh. Riêng khối lớp 9 là 1.738 em. Đến nay, các nhà trường đã chủ động và thích ứng nhanh với trạng thái dạy học mới, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu dạy và học trực tuyến. Tuy nhiên, đối với những học sinh ở xa trung tâm chưa có thiết bị để tham gia học trực tuyến hoặc đường truyền không đảm bảo, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Bình đã chỉ đạo giao bài cho các em để hoàn thành khối lượng kiến thức theo từng bậc học. Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, các ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mù Cang Chải nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 3 đã tiếp xúc cử tri xã Pùng Luông và Nậm Khắt. Sau khi nghe tóm tắt quá trình công tác và chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri xã Pùng Luông và xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải đã đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các ứng cử viên, đồng thời mong muốn các ứng cử viên sau khi trúng cử cần quan tâm đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người dân. Kiến nghị nhà nước đầu tư xây dựng cơ sở tầng cho các bản, nhất là bê tông hóa đường giao thông nông thôn, nội đồng, có cơ chế quản lý giá giống cây trồng, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của cây xăng đóng trên địa bàn, có cơ chế phối hợp thu mua sản phẩm nông nghiệp của người dân, mở thêm các tuyến đường nối các điểm du lịch và ưu tiên cho nhân dân phát triển các mô hình du lịch, nhất là du lịch cộng đồng, tập trung chỉ đạo tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa xã Nậm Khắt và Pùng Luông đạt nông thôn mới theo lộ trình. Các ứng cử viên đã chia sẻ với những khó khăn của nhân dân các xã và cam kết sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành doanh nghiệp tạo điều kiện cho nhân dân được tiếp cận và ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa giống mới vào sản xuất, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân cần làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng hướng dẫn của bộ ngành và địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái vừa có công văn khẩn số 625 về việc hướng dẫn bổ sung công tác đảm bảo phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nội dung cụ thể như sau. Căn cứ kế hoạch số 538 của Bộ Y tế về kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái hướng dẫn bổ sung công tác phòng chống dịch COVID-19 phục vụ bầu cử cụ thể như sau. Tại các điểm bầu cử lưu động cho người cách ly tại nhà, hướng dẫn cử tri đang cách ly tại nhà cách thức bầu cử theo quy trình, sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng rác sau khi dùng, hạn chế tối đa tiếp xúc gần, đụng chạm trực tiếp với cử tri, xử lý khử khuẩn bút và thước kẻ nếu dùng nhiều lần. Tại các điểm bầu cử lưu động ở cơ sở cách ly tập trung, nơi thực hiện cách ly xã hội, phong tỏa và tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ, bệnh nhân xác định mắc COVID-19, sử dụng bút, thước kẻ, găng tay riêng cho từng người và bỏ vào thùng chứa rác thải có dán nhãn, chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 sau khi dùng. Cán bộ y tế tại các tổ y tế bầu cử ở các điểm bầu cử cố định và lưu động có trách nhiệm hướng dẫn các cử tri và cán bộ tham gia phục vụ bầu cử các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 và phòng chống lây nhiễm theo quy định. Các nội dung khác tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch số 65 của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh COVID-19 về kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026. Với mục tiêu vừa thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, người sản xuất kinh doanh cần sử dụng nguyên liệu và phụ gia thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm. Tuyệt đối không sản xuất và kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng, không an toàn. Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Lựa chọn thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi thiêu, hỏng mốc. Đối với lãnh đạo chính quyền các cấp với người đứng đầu các đơn vị phải chủ động tích cực trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm không an toàn. Tăng cường tuyên truyền, quảng bá sản xuất, kinh doanh và tiêu thụ thực phẩm an toàn. Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới.